Thực hành X quang sọ mặt thì chúng ta có rất nhiều thế chụp. Như bây giờ chúng ta nghiên cứu kỹ thuật chụp mỏm châm thái dương, kỹ thuật chụp mỏm châm thái dương tư thế nano. Mỏm châm thái dương bình thường là dài 2 đến 2,5 cm. Nếu quá phát mỏm châm thì bệnh nhân sẽ thấy đau, và khi thấy đau thì người ta sẽ đi khám. Đây là mỏm châm bình thường. Mỏm châm bình thường. Đấy, khi mỏm châm dài thì nó chọc vào cái vùng hầu và họng bệnh nhân. Có khi nó chọc vào cả cái vùng amidan và có thể gây viêm amidan. Và khi mà nghi ngờ thì người ta nghi ngờ mỏm châm quá phát thì người ta có đi chụp thế mỏm châm thái dương thế nado. Thế nado là bệnh nhân nằm ngửa và miệng há, cằm cập cao, tia thì chếch 13 độ xuống phía chân. Và thế thứ hai để chụp mỏm châm thái dương là người ta có tư thế chụp nghiêng. Nghiêng thì tia trung tâm đi vào vùng góc hàm. Và bây giờ chúng ta đang nghiên cứu cái phần thực hành chụp X quang thực hành chụp mỏm châm thái dương tư thế nano. Chúng ta chuẩn bị dụng cụ phim 24-30, lưới chống mở cũng có, chỉnh tia trung tâm chếch 13 độ so với phương thẳng đứng và tia đi vào trung tâm phim. Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa trên bàn X quang. Bệnh nhân nằm ngửa trên bàn X quang. Cằm bệnh nhân ngửa, miệng bệnh nhân há to. Chỉnh mặt phẳng chính diện. Vuông góc với phim. Chỉnh mặt phẳng chính diện vuông góc với phim. Và chỉnh đường nối từ nhân trung đến lỗ tai ngoài cũng vuông góc với phim. Như thế bệnh nhân hơi gập cảm xuống một chút. Đây, đường nhân trung tới lỗ tai ngoài, cái đường này vuông góc với phim, hướng tia chếch trùng với mặt phẳng viết số, đi từ bờ dưới hốc mắt đến lỗ tai ngoài, hướng tia chếch đi từ bờ dưới hốc mắt đến lỗ tai ngoài và vào trung tâm phim, phẳng trung tâm phim. Hướng dẫn bệnh nhân giữ nguyên, đặt tên dấu bên này là bên trái, bên trái. Tiêu chuẩn chụp là 80 kV, 40 mach, 1 mét và có lưới chống mở. Kỹ thuật chụp mỏm châm thái dương tư thế nghiêng. Chuẩn bị dụng cụ phim 24-30, lưới chống mở cùng cỡ. Khu trú trùng tia, chỉnh tia trung tâm đi từ trên xuống dưới vuông góc với phim và tia đi vào trung tâm phim. Hướng dẫn bệnh nhân nằm sấp trên bàn X quang, tay bên cần chụp xuôi, tay bên không cần chụp chống ngang mặt, chỉnh mặt phẳng chính diện, vuông góc song song với phim, mặt phẳng đi từ cằm gốc mũi vào chẩm ngoài song song với phim, cằm bệnh nhân gập và cằm bệnh nhân ngửa tối đa để tách góc hàm ra khỏi cái mỏm châm thái dương, cố định bóng, cố định phim, di chuyển bệnh nhân lên phía trên sao cho tia trung tâm đi vào góc hàm bên không cần chụp và tia ra bên cần chụp và tới giữa phim. Đặt tên dấu bên này là bên trái ta đặt dấu trái. Lấy tiêu chuẩn chụp là 70 kV, 30 mach, 1 mét và có lưới chống mở. Đây là kết quả chụp mỏm châm thái dương ở tư thế thẳng. Người ta thấy được cái mỏm châm này dài quá dài, quá phát. Đây thế chúng ta nhìn thấy quả mỏm châm quá dài, khi chúng ta phóng đại này chúng ta thấy quả mỏm châm quá dài. Ở đây là kết quả chụp mỏm châm ở tư thế nghiêng, chúng ta thấy đây là mỏm châm và đây mỏm châm rất là dài, quá phát này. Và khi quá phát như này thì người ta sẽ điều trị bằng cách cắt mổ và mổ để cắt cái mỏm châm này đi. Sau khi chụp mà thấy mỏm châm quá phát thì người ta có kỹ thuật điều trị là cắt bỏ mỏm châm. Đây là kỹ thuật cắt bỏ mỏm châm, ta mở miệng ra và cái này ta thấy là cái vùng amidan bị viêm, và nếu amidan viêm thì người ta cắt luôn cả amidan và cắt mỏm châm đi.
đây là kỹ thuật điều trị. Đấy, người ta tách thấy mỏm châm này. Đấy, mỏm châm. Đấy, mỏm châm đấy, người ta đang tách mỏm châm ra. Tách mỏm châm đó, người ta thấy mỏm châm đang, thì người ta sẽ đưa khoan vào, ta khoan cắt. Và đây là kết quả người ta cắt cái mỏm châm, đây mỏm châm rất dài này. Và đây là amidan người ta cắt đi. À, đây là hình ảnh.